Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, trong vụ án này, SCB thuê các công ty kiểm toán lớn và phát hiện nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm kê. Theo đó, Hội đồng xét xử đã kiến nghị làm rõ vai trò các đơn vị kiểm toán liên quan SCB. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2 cũng như kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước Vậy cụ thể tam kiến nghị đó bao gồm những gì? Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình vào ngày 11 tháng 4 về 3 tội danh nghiêm trọng. 85 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 3 năm tù treo cho đến tù trung thân. Ngoài các mức án đã tuyên, thông qua việc xét xử vụ án này và một số vụ án gần đây, hội đồng xét xử nhận thấy có tình trạng lợi dụng chính sách pháp luật thông thoáng trong việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp để thực hiện các hành vi như lập công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, trốn thuế, thuê người đứng tên, trồng chéo thành viên góp vốn. Các hành vi này gây khó khăn cho cơ quan chức năng, khiến khó phát hiện sai phạm. Hội đồng xét xử cũng nhận thấy quá trình xét xử vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB và tại ngân hàng Đông Á, nhiều lỗ hổng trong công tác kiểm toán đã bộc lộ. Do đó, hội đồng xét xử cũng đã nêu 8 kiến nghị để cơ quan điều tra làm rõ trong quá trình điều tra vụ án ở giai đoạn 2. Đầu tiên, hội đồng xét xử kiến nghị nâng cao vai trò quản lý trong công tác kiểm toán nhà nước kiểm toán tại các ngân hàng, đảm bảo minh bạch tài chính. Tiếp đó, kiến nghị chính phủ, các bộ ngành có liên quan có quy định kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội nhưng vẫn khuyến khích tạo động lực để phát triển kinh tế như chủ trương của chính phủ đề ra. Kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực trong công tác kiểm toán. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử cũng đề nghị cục C03, Bộ Công an Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2 tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các công ty kiểm toán tại ngân hàng SCB, các kiểm toán viên có liên quan, nếu đủ căn cứ thì đề nghị xem xét xử lý theo đúng quy định. Hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757.677 đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có quy định chi tiết các điều kiện về tài sản đảm bảo tại các tổ chức tín dụng để đảm bảo các khoản vay có khả năng thu hồi. Kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án này mà bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc cá nhân, tổ chức cho Trương Mỹ Lan sử dụng, hợp tác giao kết nhằm thu hồi khi giải quyết vụ án trong giai đoạn 2 theo quy định. Cuối cùng, Hội đồng xét xử đề nghị cục C03 Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quá trình điều tra vụ án giai đoạn 2, tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị cáo truy nã có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Chiều ngày 11 tháng 4, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hình phạt chung là tử hình. Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước, trung thân. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Chí, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Văn Lang và công ty Capella, lãnh 8 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Viện Kiểm sát còn đề nghị mức án đối với các bị cáo khác về các tội, tham mô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 1. Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, trốn truy nã, trung thân. 2. Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, trung thân. 3. Tạ Triều Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, 20 năm tù. 4. Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB Trung thân. Tham ô tài sản. 1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB 18 năm tù. 2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc SCB 16 năm tù. 3. Hồ Bửu Phương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Vạn Thịnh Phát 20 năm tù. 4. Nguyễn Phương Anh, phó tổng giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula 17 năm tù. 5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng phòng Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 15 năm tù. 6. Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Winshore, 17 năm tù. 7. Dương Tấn Trước, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, 11 năm tù. Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. 1. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị SCB, trốn truy nã, 17 năm tù. 2. Uông Văn Ngọc Ẩn, cựu tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 3. Chiêm Minh Dũng, cựu phó tổng giám đốc SCB, trốn truy nã, 17 năm tù. 4. Nguyễn Văn Thanh Hải, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB, 13 năm tù. 5. Nguyễn Thị Phương Loan, thành viên hội đồng quản trị SCB, 3 năm tù treo. 6. Võ Thành Hùng, cựu thành viên hội đồng quản trị SCB, 3 năm tù treo. 7. Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị SCB, trốn truy nã 16 năm tù. 8. Trần Thuận Hòa, thành viên hội đồng quản trị SCB, 4 năm tù. 9. Lê Khánh Hiền, cựu tổng giám đốc SCB, 5 năm tù. 10. Hoàng Minh Hoàn, cựu phó tổng giám đốc SCB, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 11. Bùi Nhân, cựu phó tổng giám đốc SCB, 9 năm tù. 12. Diệp Bảo Châu, cựu phó tổng giám đốc SCB 10 năm tù. 13 Phạm Văn Phi, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, 8 năm tù. 14 Nguyễn Anh Phước, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 15 Nguyễn Cửu Tính, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, 11 năm tù. 16 Đỗ Phú Huy, cựu Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Đầu tư SCB, 14 năm tù. 17 Võ Văn Tường, cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB, 2 năm tù. 18 Khổng Minh Thế, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB, 6 năm tù. 19. Trần Hoàng Giang, cựu phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB, 3 năm tù. 20. Từ Văn Tuấn, phó giám đốc khối doanh nghiệp SCB, 8 năm tù. 21. Phạm Mạnh Cường, cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, 3 năm tù treo. 22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi, cựu trưởng phòng tái thẩm định SCB, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 23. Mai Hồng 9 cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB, 10 năm tù. 24. Mai Văn Sáu Nhở, cựu trưởng phòng tái thẩm định SCB, 12 năm tù. 25. Lương Thị Hồng Quế, cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB, 3 năm tù. 26. Lê Anh Phương, cựu giám đốc chi nhánh Sài Gòn SCB, 7 năm tù. 27. Phan Tấn Khôi, cựu giám đốc chi nhánh Đông Sài Gòn SCB, 7 năm tù. 28. Lưu Trấn Nguyên, cựu giám đốc phòng giao dịch Bảy Hiền SCB 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 29, Hồ Bảo Ngọc, cựu giám đốc vùng 2 SCB 6 năm tù. 30, Nguyễn Anh Thép, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh, cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn 6 năm tù. 31, Võ Triệu Lân, cựu giám đốc chi nhánh chợ lớn SCB 5 năm tù. 32, Nguyễn Ngọc Tú, cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh 4 năm tù. 33 Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB, trốn truy nã 13 năm tù. 34, Phạm Thế Quảng, cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành ngân hàng SCB, 2 năm tù. 35, Huỳnh Thiên Văn, giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp ngân hàng SCB, 4 năm tù. 36, Bùi Đức Khoa, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Natural Land, 11 năm tù. 37, Nguyễn Thị Khánh Vân, cựu nhân viên công ty cổ phần Natural Land, 4 năm tù. 38 Trần Thị Kim Chi, cựu nhân viên công ty cổ phần Natureland, 4 năm tù. 39. Nguyễn Phi Long, nhân viên tài chính tập đoàn Vạn Thịnh Phát, 6 năm tù. 40. Đặng Quang Nguyên, cựu phó tổng giám đốc công ty cổ phần La Food, 3 năm tù. 41. Chu Lập Cơ, tức Chu Nắp Kỳ Eric, Hồng Kông, chồng Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Times Square, 9 năm tù. 42. Cao Việt Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Tường Việt, 2 năm tù. 43. Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, 5 năm tù. 44. Đào Trí Kiên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương, 3 năm tù. 45. Lê Văn Chánh, Giám đốc Khối hỗ trợ Kinh doanh Ngân hàng SCB, 5 năm tù. 46. Bùi Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB, 3 năm tù treo. 47. Lê Huy Khánh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá tầm nhìn mới, 5 năm tù. 48, Hồ Bình Minh, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thẩm định giá MHD, 6 năm tù. 49, Trần Thị Kim Ngân, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 50, Trần Tuấn Hải, nhân viên thẩm định giá công ty cổ phần thẩm định giá Thiên Phú, 2 năm tù. 51, Trần Văn Nhị, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán và định giá ATC, 3 năm tù. 52 Đỗ Xuân Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Bất Động Sản DATC, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 53 Lê Kiều Trang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá ESIM, 3 năm tù treo. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 1. Phạm Thu Phong, cựu trưởng ban kiểm soát SCB, 3 năm tù treo. 2. Lưu Quốc Thắng, cựu trưởng ban kiểm soát SCB, 3 năm tù treo. 3. Nguyễn Văn Du, cựu quyền tránh thanh tra cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 1. Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước, nhận của Trương Mỹ Lan 390.000 đô la Mỹ, 11 năm tù. 2. Nguyễn Thị Phụng, phó cục trưởng cục thanh tra, giám sát ngân hàng 2, 4 năm tù. 3. Bùi Tuấn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, 3 năm tù. 4. Vương Đỗ Anh Tuấn, trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2, 3 năm tù treo. 5. Trần Văn Tuấn, Thanh tra viên vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc Thanh tra Chính phủ, 3 năm tù. 6. Lê Thanh Hà, Phó tránh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu trưởng phòng Kiểm toán Ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành 7, 3 năm tù treo. 7. Nguyễn Văn Thùy, cựu Phó trưởng ban giám sát tổng hợp, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, 3 năm tù. 8. Nguyễn Tuấn Anh, cựu công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước, thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước, 3 năm tù. 9. Vũ Khánh Linh, Phó trưởng phòng thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần, thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, 3 năm tù treo, trả tự do tại tòa. 10. Trương Việt Hưng thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp thuộc thanh tra chính phủ 3 năm tù. 11. Nguyễn Duy Phương, thanh tra viên vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo khối nội chính và kinh tế 2 năm tù. 12. Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 11 năm tù. 13. Nguyễn Thị Phi Loan, cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 4 năm tù. 14. Phan Tấn Trung, Phó Tránh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm tù. 15. Võ Văn Thuần, Phó Tránh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, 7 năm tù. 16. Nguyễn Tín, cựu Phó trưởng phòng Thanh tra Hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước, 3 năm tù.